Có chuyện này em muốn anh đi điều tra giùm em. Em có cảm giác bất an với công ty đầu tư tài chính kia. Hình như bên đó có dấu hiệu muốn thâu tóm Hoàn Toàn An Phát. Anh nghĩ nếu như chuyện này em nên hỏi mẹ, để mẹ tư vấn thêm ý kiến hiệu quả hơn. Chắc là em phải thu xếp bay qua Malaysia trong tuần sau để mà gặp trực tiếp mẹ nói chuyện. Mẹ em nói trong thời điểm này mẹ em rất khó có thời gian để trở về Việt Nam, tại vì em gái của Dượng Thiện vừa gây ra chuyện lớn, ảnh hưởng chuyện làm ăn ở bên đó, cho nên mẹ em phải quay về tiếp quản chuyện làm ăn ở bên đó. Vậy em tính chừng nào thì đi? Em đang sắp xếp công việc xong xuôi là em bay liền. Ok. Tôi nghe. Tôi biết rồi. Tôi xuống liền. Ai gọi mà nhìn anh có vẻ lo lắng vậy? Ở dưới vừa báo, vừa có chuyện xảy ra với dự án. Anh phải xuống dưới giải quyết đây. Nhưng mà trục trặc cái gì vậy anh? Chuyện nhỏ mà. Khi nào anh giải quyết xong anh sẽ nói cho em nghe. Còn em á, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Rối chỗ nào thì mình gỡ chỗ đó. Ừ, em biết rồi. Anh đi. Anh đợi tôi lâu chưa? Gì sao? Nó có nguy hiểm gì không? Theo như bác sĩ chuẩn đoán thì bé Nhi bị viêm gan siêu vi B. Do là mình không phát hiện sớm nên bây giờ bệnh phát nặng rồi mẹ. Trời ơi, sao lại ra nông nổi như vậy chứ? Tội nghiệp con nhỏ không? Mới có mấy tuổi đầu à? Bác sĩ nói là sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng mà trước mắt là bé Nhi phải nằm viện một thời gian để bác sĩ theo dõi và điều trị. Rồi còn tiền viện phí, rồi thuốc men, mình phải tính làm sao đây? Mẹ, mẹ đừng có lo chuyện đó, con sẽ xoay sở được mà. Thôi được rồi, mẹ sẽ cố hết sức để lo cho bé Nhi. Con á, đừng có đi ra ngoài nhiều quá. Mẹ sợ lỡ chồng con với anh chị xui ở bển biết được á thì lớn chuyện. Mẹ yên tâm đi, con thu xếp được. Hà, Khang là một người tốt, mà gia đình của anh chị xui ở bển cũng rất là tốt. Mẹ không muốn có cái chuyện gì đó để gia đình bên chồng con phải phiền lòng. Mẹ cũng chỉ mong cho con được sống hạnh phúc. Dạ. Dạ, chào anh. Mời Thảo ngồi. Dạ. Xin lỗi anh, tôi mới có ca khám một bệnh nhân đột xuất nên tới hơi trễ. Anh chờ tôi có lâu chưa? À, tôi cũng mới đến hả? Dạ. Dạ xin phép ạ. Con cho cô một ly nước cam ép. Dạ. Hôm nay có chuyện gì mà anh hẹn tôi ra đây vậy? Tôi hẹn Thảo ra đây để tôi hỏi Thảo một việc. Thảo hãy trả lời thật lòng cho tôi biết. Được, anh hỏi đi. Từ trước đến giờ Thảo có bao giờ có tình cảm với tôi dù chỉ một chút xíu thôi? Chuyện này
Tôi đã trả lời anh không dưới một lần rồi mà. Bao nhiêu năm qua tôi cứ xem anh như một người bạn tốt, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng vậy, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao hôm nay anh lại hỏi tôi cái chuyện tế nhị như vậy? Không phải hiện giờ chuyện tình cảm của anh với chị Cẩm Kiều đang tiến triển tốt hay sao? Đúng vậy, đúng là mối quan hệ giữa tôi và Cẩm Kiều đang rất tốt. Tốt hơn cả sự mong đợi. Tối nay tôi sẽ cầu hôn với Cẩm Kiều. Anh càng nói tôi càng không hiểu. Anh cầu hôn với chị Cẩm Kiều thì tại sao anh lại tìm tôi để làm gì? Nếu lỡ chị Cẩm Kiều biết thì lại hiểu lầm không hay, càng phiền phức cho anh và tôi nữa. Tôi gặp Thảo là có lý do hết. Thảo là người, là người mà tôi đã đặt tình cảm suốt mấy chục năm qua. Những tình cảm đó không dễ gì xóa nhòa được. Trước giờ thì tôi vẫn còn băn khoăn, nhưng hôm nay khi nghe được Thảo trả lời như vậy, tôi cảm thấy rất là nhẹ lòng. Tôi sẽ kết hẳn cái mối tình đơn phương này, toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc mới của mình. Chị Cẩm Kiều là một người tốt, anh cố gắng đừng làm gì cho chị Cẩm Kiều buồn. Tôi chúc cho anh và chị Cẩm Kiều thật nhiều hạnh phúc. Thật lòng tôi rất quý cả hai người. Cảm ơn. Ủa, ba. Con mời ba ngồi. Ba à, sao ba đến mà không gọi con trước? Con đang tính ra ngoài, chút xíu nữa là ba con mình không gặp được nhau rồi. Ba với dì của con vừa mới cãi nhau đó, về chuyện ông Trường và ông Phong. Đã xảy ra chuyện gì vậy ba? Dì của con á, nhất quyết một mực muốn tiếp tục trả thù hai người đó. Dù ba đã nói đi nói lại, vì việc ông Phong ngồi tù thời gian qua đã là cái giá phải trả. Đủ rồi. Nhưng mà ba nói như thế nào đi nữa, vì con cũng không chấp nhận bỏ qua để cho ông Phong được về nhà. Ba, chuyện gì á thì mình cũng phải từ từ mà khuyên giải. Huống hồ chuyện này rất là khó để khuyên gì. Vì đã trải qua quá nhiều đau khổ, và hận thù trong lòng dì đã quá sâu rồi, không phải là một sớm một chiều có thể hóa giải hết được ba. Ba biết chuyện này thì rất khó, nhưng bây giờ ba rất sốt ruột. Ba sốt ruột chuyện gì ạ? Thì chuyện của con và Phương Minh chứ còn chuyện gì nữa. Hai đứa đã đính hôn quá lâu rồi mà vẫn chưa làm đám cưới nữa. Ba biết vấn đề nằm ở chỗ là Phương Minh nó muốn đám cưới của hai đứa phải có mặt của ông Phong, mà một khi ông Phong chưa được minh oan thì nó sẽ không chịu làm đám cưới. Ba, chuyện đám cưới của tụi con để sau cũng được mà ba. Ba đừng vì chuyện của tụi con mà tranh cãi với gì nữa. Còn tình nếu không sớm thì muộn, bác Phong cũng sẽ được minh oan và trở về nhà. Con có thể chờ được mà ba. Đính hôn mà để lâu quá không có nên con à? Hay là con nói chuyện với Phương Minh coi sao, biết đâu nó sẽ đồng ý. Con nghe lời ba đi, thuyết phục Phương Minh thêm lần nữa. Vì vụ án của ông Phong không biết kéo dài tới thời gian nào, có thể ngày mai ông được minh oan, nhưng cũng có thể ông sẽ phải ngồi tù nhiều năm. Chuyện gì chắc chắn làm được thì mình nên làm trước đi con. Ủa, sao tối ôm vậy nè? Mọi người đâu hết rồi? Rõ ràng là hẹn mình về đây để ăn tối họp mặt mọi người mà. Anh Khánh ơi,
Anh Khánh à. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu quần jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em nồng nàn, yêu em rộn ràng, yêu em chứa chan. Ôi trời ơi, trái tim hoa hồng đẹp quá. Ai đẹp. À, Cẩm Kiều, với bài hát cầu hôn này em có đồng ý làm vợ anh không? Khánh à, đó hoa hồng này, trái tim hoa hồng này, có phải là Khánh đã lấy 9.999.000 đó hồng để làm ra những món này tặng cho Cẩm Kiều phải không? Đúng vậy. Trời ơi, Khánh, Khánh cầu hôn Cẩm Kiều thiệt sao? Rất thật. Ôi, nhưng Khánh biết đơn piano từ lúc nào? Vì em, anh có thể tập làm quen với tất cả những thứ khác. Anh có rất nhiều bất ngờ muốn dành cho em, Cẩm Kiều. Hả? Đồng ý cưới anh nha. Trời ơi, ra là mọi người sắp xếp hết mọi việc hả? Hừ, ghét ghê gì đó. À, Cẩm Kiều, Cẩm Kiều cảm ơn mọi người. Cẩm Kiều cảm ơn Honey. Honey. Em à, tự nhiên cảm thấy nôn nao quá. Anh nôn gì? Thì nghe em kể chuyện lúc nãy cậu Khánh cầu hôn cô Kiều đó, hết sức lãng mạn luôn. Anh cũng cảm thấy nôn nao, không biết tới bao giờ mới tới lượt hai đứa mình hả? Em xin lỗi anh, suốt thời gian qua anh đã phải chờ đợi em nhiều lắm phong. Nè, làm gì mà xin lỗi người ta lia lịa vậy hả? Anh mới phải là người xin lỗi em đó. Hồi nãy anh bắt em phải chờ lâu. Với lại anh yêu Minh mà, cho nên là anh sẵn sàng chờ đợi em cho tới đầu bạc, răng long, chân tay run run, anh vẫn chờ được. Em quyết định rồi. Em sẽ không thể chờ cho đến khi anh da dẻ nhăn nheo, mắt mờ răng rụng thì mới lấy anh làm chồng được. Em mới lấy anh trong năm nay. Thật hả? Ủa, mà tại sao em quyết định nhanh như vậy hả? Cách đây không lâu em còn nói với anh là chờ khi nào mà vụ án của ba em được giải quyết xong xuôi thì mình mới tổ chức đám cưới mà. Đúng là hồi đó em nghĩ như vậy, nhưng mà hôm nay sau khi thấy cậu Khánh với cô Kiều, em nghĩ tụi mình không thể nào như họ được. Tới 60 tuổi vẫn còn ẵm con, nuôi con, chăm sóc cho con. Em muốn tụi mình khác họ, em muốn tụi mình ổn định cuộc sống của tụi mình. Em muốn tổ chức đám cưới liền. Nhưng mà nếu anh không muốn thì thôi. Ê, nè, em cố tình chọc người ta đó hả? Lời nói ra không được rút lại nha. Tụi mình sẽ cưới nhau. Anh sẽ ở bên cạnh của em, anh sẽ ôm em cho đến suốt đời, không bao giờ buông em ra đâu.
Em sao vậy? Nhưng mà có một chuyện này em muốn nói với anh. Anh suy nghĩ xong, nếu vẫn muốn lấy em thì tụi mình sẽ tổ chức. Có chuyện gì vậy? Minh à, đừng làm anh sợ nhé. Gần đây em hay bị mất thị lực đột ngột. Khoảng cách giữa các lần mất thị lực càng lúc nó càng ngắn lại. Em đã đi kiểm tra thì bác sĩ nói với em. Bác sĩ nói sao? Có thể em sẽ mù trở lại, cho nên em muốn anh suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định lấy em. Có thể sau này em sẽ bị mù. Anh lặp lại một lần nữa, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ buông em ra, không bao giờ xa rời em đâu. Em hiểu không? Rồi, anh xong á là anh giao cho em liền. Ok. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Em ơi, nghỉ tay chút xíu ăn tối nè. Em coi, hôm nay anh có mua gì cho em ăn đây. Đây, rượu vang đỏ mà em thích nhất đây nha. Anh cứ để đó đi, em vừa làm vừa ăn luôn. Em mà uống kiểu đó là bao tử nó giận em lắm đó. Ủa sao hôm nay em không qua nhà cậu Khánh để chia vui cùng với cả nhà? Ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ thiếu có một mình em thôi đó. Em đang có chuyện gì không vui sao? Em quá thất vọng luôn á. Trong khi bây giờ công việc thì bề bộn nè, ba thì đang bị giam không biết chừng nào mới được thả ra, vậy mà mọi người vẫn có thể vui vẻ được hả? Không hiểu mọi người đang nghĩ cái gì. Thôi, anh cứ kệ em đi, em còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Thank you.
Báo cáo anh, xác chết được người dân phát hiện sáng nay đã bị hủy hoại bằng axit đậm đặc. Cả khuôn mặt và 10 đầu ngón tay đều bị biến dạng trầm trọng. Vì vậy, tạm thời chúng ta chưa xác định được danh tính. Coi ra bây giờ chúng ta phải chờ bên pháp y giám định nguyên nhân cái chết rồi mới điều tra tiếp. Rõ. Thưa anh, đây là kết quả khám nghiệm tử thi. Theo kết quả này thì nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do bị trúng độc cực mạnh và sau đó là bị tạt axit lên người. Coi ra hung thủ vô cùng xảo quyệt. Hắn cố tình tưới axit lên nạn nhân hòng xóa mọi dấu vết nhận dạng. Coi ra bây giờ việc nhận dạng nạn nhân chỉ còn dựa vào đồng tiền này. Em nghĩ lưới trời lồng lộng, tuy thôi mà khó thoát. Tội ác dù có xảo quyệt tới đâu thì cũng đã có manh mối. Bởi vậy hung thủ mới để lại thứ này cho ta. Coi như đây là một manh mối để giúp chúng ta phá án. Cậu Hoàng, làm việc bên báo chí, cung cấp thông tin cho họ để họ đăng báo coi có ai tới nhận dạng nạn nhân hay không. Dạ rõ. Chị không hiểu là em đang nghĩ cái gì mà đòi làm đám cưới trong lúc này. Công việc ở công ty thì đang rối ren, ba thì đang bị giam giữ không biết khi nào được thả ra. Em nghĩ là em có thể vui vẻ đám cưới hả Minh? Chị Ba, chị bình tĩnh nghe em nói đi. Không muốn nghe em nói cái gì nữa hết. Từ bây giờ cho đến lúc ba được thả ra, đến lúc đó em muốn làm gì thì làm. Dự án của ba bây giờ còn chưa có tiến triển gì hết thì biết chừng nào mới giải quyết xong. Em thực sự là không thể nào chờ nổi nữa. Mà em cũng không muốn chờ nữa. Em có tỉnh táo không hả? Em có tỉnh táo không mà ăn nói gì kỳ vậy? Chắc bây giờ trong mắt chị, em là đứa ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mà không nghĩ tới người nhà, đúng không? Nhưng mà có chuyện này em chưa muốn nói với gia đình, là mắt của em có thể sẽ mù trở lại. Nếu như không may mắn, em sẽ mù vĩnh viễn. Trong lúc này em muốn cưới anh Nam gấp. Khi em còn có thể nhìn thấy, em muốn em có một cái hôn lễ như bao người bình thường khác. Bây giờ ngay cả lúc tôi cần anh nhất, anh cũng tìm lý do để không xuất hiện là sao? Lương tâm anh để đâu rồi hả? Sao anh sống quá giờ trách nhiệm như vậy? Tôi không nói nhiều với anh nữa, tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Dạ đi. Anh Khang. Quốc Huy hôm qua có gọi cho tôi. Vậy à? Rồi sao? Anh có đi gặp hắn ta không? Quốc Huy nói với tôi là có thông tin quan trọng liên quan đến An Phát và vụ án của ba tôi, muốn bán lại thông tin. Nhưng tôi thật sự không tin tên này lắm, cho nên tôi đã không đi gặp. Nhưng sáng nay tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cho nên mới tới đây để bàn cho anh xem sao. Vụ án của bác Phong bây giờ vẫn chưa tìm ra manh mối nào mới cả. Hay là anh đi gặp hắn ta đi, biết đâu hắn ta cung cấp thông tin sẽ đem lại lợi ích cho công việc điều tra, giải quan cho bác Phong thì sao? Khóa máy rồi. Chị xin lỗi, chị sai rồi. Em không có giận chị Ba đâu. Em còn thương, còn lo cho chị Ba nữa. Chị có sao đâu mà lo cho chị. Không phải một mình em, mà cả nhà
ai cũng lo cho chị hết. Dạo này chị thay đổi lắm. Ngoài công việc ra, giống như chị không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Em nhạy cảm quá rồi đó. Chứ chị thấy chị cũng bình thường mà. Em còn nói đúng đó. Con à, việc con tập trung lo vụ án của ba, mẹ không phản đối. Nhưng còn chuyện con đấu tranh quyết liệt với Ngọc Hân, nếu không cần thiết thì con nên tránh đi. Mẹ không muốn con gái của mẹ phải phạm sai lầm vì những chuyện đấu đá, vì muốn trả thù mà dần dần con sẽ mất đi cuộc sống riêng tư, rồi sẽ đánh mất đi chính bản thân mình. Mẹ à, hình như là mọi người đã đánh giá sai về con thì phải. Con thấy con vẫn sống tốt mà, không có vấn đề gì hết. Vậy con trả lời cho mẹ nghe, cả tháng nay con và Kiệt đi chơi với nhau được mấy lần? Trước giờ con gái của mẹ luôn luôn là người tình cảm, biết yêu thương mọi người. Nhưng thời gian gần đây, lúc nào con cũng khó chịu, cấu gắt với tất cả mọi người. Ngày nào con cũng vùi đầu vào công việc đến tận khuya mới về. Vừa rồi cậu Khánh cầu hôn với cô Liên quan trọng như vậy mà con cũng lo làm việc chứ không chịu có mặt. Con có biết cậu Khánh đã rất buồn, con có biết không? Con xin lỗi, nhưng mà ngày hôm đó là con... Mẹ nói chuyện này ra không phải là để con xin lỗi. Mẹ chỉ muốn con hiểu. Và ngay từ bây giờ đây, ba mẹ chỉ mong mỏi một điều duy nhất là tất cả các con của mẹ đều bình yên hạnh phúc. Cả gia đình chúng ta luôn được quây quần sum họp như ngày xưa. Còn chuyện có lấy lại được An Phát hay không, đối với ba mẹ bây giờ không còn là chuyện quan trọng nữa con à. Nhưng mà An Phát là tâm huyết cả đời của ba. Con không thể nào mà để dễ dàng buông xuôi để mất An Phát như vậy đâu. Con không có làm gì được đâu mẹ à. Tiền bạc mất đi thì từ từ chúng ta cũng có thể tìm lại được. Nhưng các con chính là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của ba mẹ. Mẹ không muốn vì những chuyện tranh giành phù phiếm mà mẹ phải mất đi một đứa con nào hết. Con có hiểu mẹ nói gì không? Chị ba, chị thư giãn đầu óc đi. Chị bỏ qua hết tất cả những cái cảm xúc đi. Chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cả nhà ai cũng yêu thương, ai cũng luôn ở bên cạnh chị hết. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn em. Con sẽ cố gắng. Con sẽ không làm cho mọi người phải lo lắng vì con nữa đâu. Em đã ghi chú cẩn thận chi tiết tất cả những hoạt động của công ty trong thời gian mà chị đi công tác ở Mã Lai. Trong báo cáo này, mọi thứ nhìn chung là ổn, không có biến động gì nhiều. Chị cứ xem qua đi nha. Được rồi, em làm tốt lắm. Dạ. Yeah. À, em gọi cho anh Triết á, nhắc ảnh là chiều nay anh có cuộc họp với chị. Ảnh nhiều việc lắm nên hay quên. Dạ. Yeah. Ừ. Chị đợi em một chút để em gọi. Alo, tôi nghe. Dạ, dạ, tôi biết rồi. Chị ơi, ở công trình vừa báo về, anh Chiết đi khảo sát công trình bị tai nạn rồi chị. Cái gì? Bị tai nạn hả? Ở đâu? Dạ, ở công trình quận 7. Em nói tài xế chuẩn bị xe liền cho chị. Dạ, em biết rồi. Anh. Sao vậy? Sao anh lại ở đây? Tưởng không còn gặp anh nữa hả? Anh đang định bày trò gì vậy? Anh có biết là em sợ đến mức nào không hả? Em cứ tưởng là anh có chuyện. Anh chọc em đến phát điên thì anh mới vui hay sao? Anh biết, anh xin lỗi, đừng có giận. Nhưng mà đúng là anh gặp tai nạn thiệt mà. Nhưng mà may mắn là anh không sao thôi. Nhưng giờ vậy, anh mới thấy cuộc sống này rất là ngắn ngủi. Không ai biết trước được điều gì. Và anh biết, anh sẽ phải trân trọng những giây phút ở bên cạnh em. Anh cũng mong là những ngày tháng sắp tới của tụi mình sẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Hân, đồng ý làm vợ của anh nha. Hãy cho anh đi cùng em đến suốt cuộc đời này.
Cho dù sau này sướng vui khổ cực như thế nào, anh cũng không bao giờ buông tay. Em đồng ý. Từ đây trở về sau, chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ có chuyện gì thì gọi điện báo cho con biết trước. Sao lại đột ngột tới đây vậy? Mẹ biết vậy rồi, nhưng từ sáng giờ gọi cho con có được đâu. Nè, bác sĩ kêu phải mua liền loại thuốc đặc trị này, nhưng mẹ đâu có tiền đâu. Bí quá mẹ mới tìm con chứ. Sáng giờ con lo lu bu cho thằng nhỏ, con quên mất cái điện thoại để đâu nữa. Giờ con chở mẹ vô bệnh viện để xem tình hình như thế nào. Con dặn mẹ nè, mai mốt có chuyện gì mẹ cứ gọi cho con sẽ tự chủ động chạy tới mẹ. Tại vì con sợ mấy người trong nhà này mà họ nghi ngờ rồi biết chuyện, lộ chuyện là chết con luôn á. Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi con. Tại cũng lu bu quýnh quán quá cho nên mẹ mới chạy tới đây đó chứ. Mẹ đợi con chút nha. Con chào bác. Lam, em đi đâu vậy? Em hả? Em đi thăm người bạn của em, mà em gọi điện thoại hoài không được, cho nên em đi vòng vòng trong đây kiếm thôi. Mà chị với bác đi đâu vậy? Chị đưa mẹ đi khám bệnh, mà mẹ chị cũng khám xong rồi, hai mẹ con định đi về đây nè. Bác bị bệnh hả? Bác bị bệnh gì, có nặng không bác? Có sao không bác? Bác bị đau mắt, mà không có nặng lắm. Cảm ơn con. Dạ. Nếu mà không có gì thì thôi, bác với chị Hà về đi cho kịp. Con cũng đi thăm bạn con cho xong luôn. Chào bác. Con à, mẹ thấy lo quá. Hay là mình chuyển viện cho bé Nhi đi, để tránh bị phát hiện bất ngờ đi con. Mẹ à, mẹ đừng có quản lên như vậy. Mọi chuyện tới đâu thì mình tính tới đó. Chứ bây giờ con không muốn chuyển viện cho bé Nhi, tại vì bác sĩ ở đây chăm sóc cho bé Nhi rất tốt. Tại sao cứ không liên lạc được? Thực ra là đã xảy ra chuyện gì? Anh đã nói là anh đi một chút rồi sẽ về mà. Mà tại sao từ đêm hôm qua tới giờ vẫn không có tin tức gì? Thank you.
Con mời mẹ. Dạ mời anh chị. Mời. Dạ. Dạ. Dạ con mời ạ. Dạ. Con với Minh không muốn tổ chức quá linh đình, chỉ cần mời bạn bè thân thiết và những người thân trong gia đình là được rồi. Vậy ý kiến của chị Thanh thế nào? Dạ thưa anh chị, thật ra tiệc tùng cũng chỉ là hình thức mà thôi, quan trọng là các cháu sống với nhau được hạnh phúc. Về phần tôi thì cũng không đòi hỏi gì thêm thưa anh chị. Đơn giản và ấm cúng là một ý kiến rất hay. Nhưng đám cưới á, mà được tổ chức ở hai nơi, Việt Nam lẫn Malaysia, để không thất lễ với bà con hay bạn bè bên nào. Chuyện này tôi tán thành. Dù sao thì bà con và bạn bè bên nhà trai chủ yếu là ở bên Malaysia, nên một lễ cưới bên đó chắc chắn là phải có. Ba tôi nói sẽ đích thân qua Việt Nam để rước cháu dâu, và xin mời bên thông gia sang Malaysia để nghỉ dưỡng một chuyến. Dạ, bác thật là có lòng. Dạ. À, xin mời. Dạ, dạ mời. Tôi hiểu rồi. Dự án đó tôi sẽ gửi cho anh liền. À, ừ, còn hai dự án nữa. Vậy nha, mai tôi sẽ gửi cho anh. Chào anh. Dự án mà chúng ta sắp đấu thầu là gói thầu xây dựng và trang trí nội thất cho hệ thống chung cư của công ty Đại Phát. Hệ thống chung cư cao 20 tầng, gồm 5 tòa nhà liền kề nhau. Dự tính sẽ có 1.000 căn hộ, bao gồm 3 loại nhà khác nhau. Và đây là dự án lớn của công ty Đại Phát, được đầu tư với chi phí lên tới 3.000 tỷ. Vậy nếu mà chúng ta trúng được gói thầu này thì uy tín của công ty Hoàng Mỹ sẽ được tăng lên. Còn về doanh thu thì năm nay và năm sau chúng ta không cần phải lo nữa. Đây là một dự án mà bất kỳ công ty nào cũng muốn, vì vậy sẽ rất là áp lực. Nếu mà cạnh tranh công bằng với tiềm lực của công ty thì em hoàn toàn không sợ. Chỉ ngán cái trò đi cửa sau. Tôi nghe nói á, anh quan giám đốc bên đó là một người tính tình khá ngay thẳng, vì vậy chúng ta không phải lo về việc này. Cũng khó nói lắm anh ơi. Hôm nay em đã nhìn thấy anh ta đi chung với lại Tình Triết, họ có vẻ thân thiết với nhau lắm. Không phải làm đánh đồng đâu, nhưng mà nhìn cái cách mà người ta chọn chơi bạn thì có thể đánh giá được người đó ra sao. Họ đi cửa sau được thì chúng ta cũng đi cửa sau được mà. Ý của anh là sao? Nếu thật sự dự án này có tầm quan trọng đối với Hoàng Mỹ như vậy thì theo tôi, chúng ta không nên cứ nhắc theo lối cũ. Thật ra thì tôi thì có quen với anh Chính, tổng giám đốc công ty bên đó. Nếu mọi người muốn thì tôi sẽ... Không được, tôi không tán thành. Đúng vậy, tôi cũng không đồng ý. Mọi người à, giở thủ đoạn để lấy được công trình, chắc chắn đó không phải là cách làm của Hoàng Mỹ chúng ta. Chia chác để lấy được hợp đồng, điều này không lạ trong cái ngành này, nhưng nó cũng để lại rất nhiều hệ lụy. Ví dụ như mình mà muốn có tiền để bù lỗ cho những khoản hối lộ á, thì đa số những chủ công trình họ chọn cái cách là rút ruột công trình của họ lại. Mà tôi nghĩ á, Hoàng Mỹ của chúng ta là một công ty mới, vì vậy mình phải có cách làm mới. Tôi chỉ đề xuất thôi mà. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Anh nói cái gì? Được rồi, tôi vô bệnh viện ngay. Có chuyện gì vậy anh hai? Ba bị xỉu, đưa vô bệnh viện rồi. Nè, giờ cuộc họp vào ngày mai nha. Dạ. Cô có 30 phút. Cảm ơn anh. Thank you.
Ba thấy trong người sao rồi ba? Ba không sao. Con đừng khóc nữa. Con thiệt là vô dụng. Con không thể giúp được gì cho ba hết. Đã vậy con còn khiến cho ba phải chịu khổ nữa. Con đừng tự trách mình. Ba đã nghe Kiệt kể về những chuyện của con làm ở bên ngoài rồi. Con thật sự đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây. Ba thật sự rất vui vì điều đó. Ba, con vẫn chưa thể lấy lại được An Phát. Con vẫn chưa thể giúp ba được Minh Quang. Ba không cần con lấy lại An Phát. Hãy vứt bỏ gánh nặng đó đi con. Đừng để nó ám ảnh con mà trở nên mù quáng. Tiền bạc mất đi thì có thể kiếm lại. Con đi một mình à? Con đi với anh Hai và Nam. Nhưng mà hai người đó ở ngoài, chỉ một mình con được vô thôi. Vậy à? Nè, nhớ đừng nói cho mẹ con biết là ba bị bệnh nghe. Dạ. Với tình hình sức khỏe của ba bây giờ, em sợ là ba chịu không có nổi. Có cách nào mà mình bảo lãnh ba ra ngoài để chữa bệnh không? Anh sẽ cố gắng thử một số cách nữa, mà anh nghĩ nó sẽ không có hy vọng nhiều lắm đâu. Vậy là bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi, là Minh Quang cho ba càng sớm càng tốt, để cho ba nhanh chóng được ra ngoài. Em đi đâu vậy? Khanh, em muốn về nhà nghỉ một chút. Vậy để anh đưa em về. Em muốn đưa một mình. Khanh, cô tới đây làm gì? Tôi tới để đòi nợ cô Phạm Ngọc Hân. Thật buồn cười. Tôi nợ nần gì cô? Cô không có nợ tôi, nhưng mà cô nợ ba tôi là ông Nguyễn Thành Phong. Mùa hè năm 2003, cô tháo bột ở tay, nhưng tay còn rất yếu, không đủ sức để cầm viết. Ba tôi là ông Nguyễn Thành Phong đã bỏ hết tất cả mọi công việc, mỗi ngày cùng cô tập vật lý trị liệu, kiên trì hơn nửa năm trời. Cuối cùng tay cô đã có thể hồi phục. Cô đã nợ ba tôi một ân tình. Nhưng năm đó tôi bị thương là do cứu cô và em cô. Một ân tình trả một ân tình. Tôi không nợ nần gì ba cô hết. Đầu năm 2005, gia đình tôi và cô đi chơi ở Tiền Giang. Đêm đó cô bị viêm ruột thừa rất nặng. Ba tôi đã không quản đường xa, khó khăn đêm khuya cõng cô băng qua đồng đến trạm xá. Và bác sĩ đã nói chỉ cần đến trễ 15 phút là cô có thể bị lỡ ruột thừa và không cứu được. Ân tình trả một ân tình. Vậy thì sinh mạng trả bằng cái gì đây? Đủ rồi, bây giờ cô muốn cái gì đây? Nói thẳng ra đi, đừng có vòng vòng nữa. Ba tôi đang bị bệnh rất nặng, phải ra ngoài chữa trị. Cô hãy trả lại món nợ sinh mạng ngày xưa, trả lại sự trong sạch cho ba tôi, để ba tôi có thể ra ngoài để chữa trị. Cô muốn lấy lại sự trong sạch của ba mình thì cô đi gặp công an hoặc là luật sư của cô đi. Còn tôi, xin lỗi, tôi không giúp được. Cô máu lạnh đến mức đó hả? Cô muốn nhìn thấy ba tôi chết cô mới vừa lòng hả? Bao nhiêu năm qua cô sống ở nhà tôi, ba mẹ tôi đã đối xử với cô như là con ruột. Anh chị em tôi coi cô như là anh chị em trong nhà. Những thứ đó là giả sao? Cô đã không cảm nhận được bất kỳ tình thương nào hả? Thôi em, mặc kệ cô ta, mình đi đi. Cô đứng lại đó. Tại sao cô lại độc ác đến như vậy hả? Cô có phải là con người không vậy? Cô không được xúc phạm tới Hưng. Tôi không xúc phạm, tôi chỉ muốn cho cô ta tỉnh người ra thôi. Muốn cầu xin người khác thì phải cúi đầu thấp giọng, chứ đừng có quên quăng như vậy. Mẹ, mẹ không cần để ý đến cô ta đâu. Phải để ý chứ. Sao, cô muốn cứu ba cô phải không? Vậy thì thay vì lớn giọng, hãy cầu xin đi. Đừng vậy mẹ em. Con biết khi tôi ở Campuchia tôi đã bị đối xử như thế nào hay không? Một chút xích tôi lại một chỗ, bắt tôi làm việc,
đánh đập tôi như một con thú. Nhưng lúc đó có biết tôi lấy gì để tiếp tục sống, tiếp tục sinh tồn hay không? Tôi nghĩ đến con gái của mình, và tôi nghĩ đến ngày sẽ bắt những kẻ đã hãm hại tôi phải thê thảm hơn tôi, phải quỳ xuống dưới chân tôi để nhận lỗi và xin tôi tha thứ. Ba tôi về Bắc Trường không hại bà, tất cả là do bà hận thù mù quáng thôi. Cô không nghe tôi nói gì sao? Cô muốn cứu ba của mình không? Vậy thì thay vì lên giọng, hãy quỳ xuống cầu xin tôi đi. Sao hả? Tôi đang cho cô cơ hội để cứu ba cô đó. Em à, thôi đủ rồi em. Khanh à, cháu không cần phải làm như vậy đâu, cháu hãy về trước đi. Là cô từ từ bỏ cơ hội để cứu ba mình đó nha. Tôi xin bà, tôi xin bà hãy buông tha cho bà tôi. Tôi xin bà. Vậy cháu, cháu đứng dậy đi. Cô chỉ biết lải nhải mấy câu đó thôi sao? Có câu nào khác có thể khiến cho tôi hả dạ hơn hay không vậy? Thôi đủ rồi. Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng tại cô không biết nắm bắt đó thôi. Vậy thì cô cũng đừng có trách ai hết. Thật ra bà chỉ muốn biến tôi thành trò cười thôi. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, bà cũng sẽ không giữ lời hứa là buông tha cho bà tôi. Đúng vậy đó. Bà hết vui rồi, mình đi thôi. Cánh. Ở đây nè. Xin lỗi vì đã hẹn ra giờ này. Ờ, không sao. Sao em lại hẹn anh ra gấp vậy? Và lại những chỗ xa như vậy nữa. Em không muốn ai biết chuyện em sắp nói với anh, kể cả anh hai em và Nam. Mà chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy em? Em muốn là anh kết nối em với ông Chính, tổng giám đốc của Đại Phát. Bộ em định... Bây giờ anh cứ ướm lời với ổng trước đi, em sẽ chấp nhận mọi giá. Anh hiểu rồi. Khang à, con có bận gì không? Dạ không, có chuyện gì vậy mẹ? À, mẹ tính nhờ con chở mẹ ra chợ mua một ít đồ để cuối tuần này thăm ba con. À mẹ, có chuyện này con quên nói với mẹ. Lịch thăm nuôi của ba bị thay đổi, phải cuối tháng này mình mới vô thăm ba được. Cuối tháng này sao hả con? Dạ, sẽ nhanh thôi mà mẹ. Lam, em đứng lại đó. Lam, hôm nay chị phải nói chuyện rõ ràng với em. Có chuyện gì vậy các con? Con chào bác. Chào anh Khang. Chuyện gì thì từ từ nói với nhau. Vào đây, vào đây nói cho bác nghe. Có chuyện gì chị em? Còn con cũng vào đây. Có chuyện gì từ từ nói cho bác nghe. Tại sao hai chị em lại gây với nhau? Dạ con xin lỗi mẹ, con không có cố tình tranh cãi với Thiên Lam. Nhưng mà tại vì hành động của Thiên Lam đối với con rất là kỳ lạ. Nè, chị đừng có nói chuyện lung tung nha. Chị không nói lung tung. Em cố tình theo dõi chị. Ngày hôm qua chị đi siêu thị em cũng theo dõi chị. Ngày hôm nay chị đi lấy thuốc cho thằng Tùng em cũng đi theo dõi chị. Chỉ là sự trùng hợp thôi. Trùng hợp sao lại đến hết lần này tới lần khác vậy Lam? Lam à, tại sao em theo dõi chị Hà vậy? Anh Khang à, em đâu. Em đừng có nói là không có. Từ hôm chị gặp em ở bệnh viện, em đã theo dõi cho tới bây giờ rồi. Tại sao vậy? Nếu như em muốn biết cái gì thì em có hỏi trực tiếp với chị. Được, nếu mà chị muốn tôi nói, tôi sẽ nói hết cho chị nghe. Đúng là tôi đã theo dõi chị đó, bởi vì chị có những hành động rất đáng ngờ. Lam à, em nói cái gì vậy? Lam, chị làm cái gì mà em nói chị đáng ngờ?
Nếu chị không làm gì đáng ngờ thì tại sao phải lén lén lút lút đi vô bệnh viện với mẹ chị? Trời đất ơi, em có tưởng tượng quá không vậy Lam? Chị đã giải thích với em nhiều lần rồi, chị đưa mẹ chị đi khám bệnh. Chị muốn lừa mọi người tới khi nào nữa vậy? Chính tai tôi đã nghe được những gì chị nói với mẹ chị. Nào là có một đứa nhỏ nào đó cần được chăm sóc lo lắng, nào là chuyện này đổ bể ra thì mọi người sẽ như thế nào? Nếu mà không có làm chuyện gì giấu giếm thì việc gì phải sợ như vậy chứ? Lam à, tại sao em lại nghe lén chị với mẹ chị nói chuyện như vậy? Sao lại có đứa nhỏ nào ở đây vậy con? À, đứa nhỏ này con biết mẹ. Đứa nhỏ này bà con cùng quê với Hà. Nó đang bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị gấp. Mẹ của Hà cũng nhiều lần muốn mượn tiền của con, nhưng mà Hà sợ phiền con, không cho mẹ Hà nói chuyện với con. À, thì ra là như vậy. Con à, Khang nó là chồng của con, bà con của con cũng là bà con của nó. Có gì thì cứ nói để chồng con giúp đỡ chứ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con cũng xin lỗi mẹ, tại vì con suy nghĩ nhiều quá, đâm ra mới có chuyện hiểu lầm ngày hôm nay. Coi như là mọi chuyện đã xong rồi, đừng ai nói gì nữa hết. Con à, dạ. Tụi nhỏ nó chơi ở trên lầu chắc cũng đói lắm rồi. Mẹ con mình lên tắm cho nó rồi cho nó ăn nghe con. Dạ mẹ. Đi đi em. Anh Khang à, em biết chuyện này có cái gì đó rất là kỳ cục. Em đừng có gây rối được không? Cả nhà này bấy lâu nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, gần đây mới tạm yên ổn. Anh xin em đó, đừng có làm mọi chuyện xáo trộn lên nữa. Anh Khang, lần trước uống cà phê của con pha, giờ uống đâu cũng không thấy ngon. Dạ, nếu như mà Dượng thích thì con sẽ chia sẻ bí quyết cho Dượng. Con hứa đó nghe. Dạ. Dượng sẽ không lấy không bí quyết của con đâu. Đây là quà trao đổi đó. Căn hộ penthouse. Dạ thưa Dượng. Đây là của hồi môn Dượng tặng cho con gái. Con không được trả lại và không có ý kiến gì khác đâu đó. Nếu không, có nghĩa là con không coi Dượng như ba của con. Dạ, con cảm ơn Dượng nhiều lắm. Nhưng có chuyện này, chắc Dượng sẽ làm cho con hơi buồn. Chắc là Dượng sẽ không giữ đám cưới của con được đâu. Sao vậy Dượng? Dượng đã quyết định sẽ ly hôn với mẹ con. Sao vậy Dượng? Có phải chuyện công ty An Phát không? Dượng à, Dượng hãy thông cảm cho mẹ con. Dượng thông cảm chứ. Dượng đã hiểu rõ, ở Campuchia mẹ con đã chịu đựng những gì. Nhưng ngày hôm đó, khi thấy ánh mắt của mẹ con nhìn Khanh, Dượng cảm thấy rất sợ. Sự hận thù trong ánh mắt như thiêu đốt mẹ con rồi. Mẹ con giờ thậm chí còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn những người mà có luôn miệng cho là độc ác, là đáng phải bị trừng phạt. Dượng à, nhất định sẽ có cách khác mà. Đúng là có một cách khác, đó chính là con đó. Con? Con phải là người đầu tiên quay lại, rồi đưa mẹ con cùng quay lại. Hãy nghe Dượng nói nè, hận thù là ngọn lửa, nó chỉ biết tàn phá thôi. Con chồng chất hận thù chỉ làm cho ngọn lửa đó lan rộng ra, và một ngày nào đó nó sẽ thiêu chết chính bản thân con và những người mà con yêu thương. Dượng sẽ hỏi lại con một câu mà Dượng đã từng hỏi con: cuộc sống hiện giờ của con có vui không? Nếu đã là ý nguyện của Dượng con thì mẹ sẽ tôn trọng. Dạ nhưng mà... Thôi đừng có nói chuyện của mẹ nữa, mẹ tự biết phải xử lý như thế nào mà. Dạ con biết rồi. Vô đi. Dạ con chào cô.
Giờ này mà còn cô nữa hả? Dạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ đang nói chuyện với Ngọc Hân, không biết là hai đứa đã chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi. Dạ, tụi con cũng đang lên kế hoạch. Mẹ chỉ có một mình Ngọc Hân thôi, cho nên mẹ muốn đám cưới phải tổ chức thật là long trọng đó nha. Dạ, mẹ yên tâm, con biết phải làm gì mà. Mẹ à, con muốn làm đơn giản thôi. Em, làm sao mà làm đơn giản được? Anh muốn cho tất cả mọi người biết anh hạnh phúc như thế nào khi lấy được em làm vợ. Con cứ tổ chức thật là long trọng đi, mẹ ủng hộ con. Dạ mẹ. Dạ con xin lỗi nha. Con phải vui lên chứ. Mẹ không muốn gì chuyện của mẹ mà con yếu xìu như vậy hoài đâu. Con vui mà. Vui thì cười lên đi. Dạ thưa mẹ, con mới vừa nhận được tin là bên Hoàng Mỹ đang muốn mua chuộc bên Đại Phát nhằm thắng thầu các dự án bên đó. Con nghĩ đây là dịp tốt để mình triệt hạ đám anh em thằng Khang. Nhưng mà làm vậy có ảnh hưởng tới Nam không? Chắc chắn là phải có. Nhưng đây là cơ hội tốt. Anh muốn anh em thằng Khang không vực dậy nổi nữa. Mình không thể bỏ qua cơ hội này được đâu. Làm sao cũng được, nhưng phải tránh tổn hại tới Nam. Dạ. Các người tưởng đã khiến cho chúng tôi mất đi tất cả à? Thật ra không phải vậy đâu. Chúng tôi mới là người đang có lại tất cả. Sau tất cả những chuyện này, chúng tôi trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Và chúng tôi cũng trở nên yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Các người tưởng mình là có tất cả, nhưng nghĩ lại đi, chính các người mới là đang mất tất cả đó. Sự hận thù trong ánh mắt như thiêu đốt mẹ con rồi. Mẹ con giờ thậm chí còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn những người mà cô luôn bị cho là rất ác, là đáng phải bị trừng phạt. Con phải là người đầu tiên quay lại, rồi đưa mẹ con cùng quay lại. Hãy nghe Diện nói nè, hận thù là ngọn lửa, nó chỉ biết tàn phá thôi. Con chồng chất hận thù chỉ làm cho ngọn lửa đó lan rộng ra, và một ngày nào đó nó sẽ thiêu chết chính bản thân con và những người mà con yêu thương. Diện sẽ hỏi lại con một câu mà Diện đã từng hỏi con: cuộc sống hiện giờ của con có vui không? Cô máu lạnh đến mức đó hả? Cô muốn nhìn thấy ba tôi chết cô mới vừa lòng hả? Bao nhiêu năm qua cô sống ở nhà tôi, ba mẹ tôi đã đối xử với cô như là con ruột. Anh chị em tôi coi cô như là anh chị em trong nhà. Những thứ đó là giả sao? Cô đã không cảm nhận được bất kỳ tình thương nào hả? Thank you.
Dạ thưa anh, có một cô tên là Bảo Thi muốn gặp anh, nhưng không nói là từ công ty nào và đến có mục đích gì. Bảo Thi? Dạ. Tôi không biết cổ. Đi ra hỏi cổ có chuyện gì rồi báo sao nha. Tôi không tiếp cổ. Dạ. Anh không biết tôi, nhưng biết người tên Quốc Huy chứ. Được rồi, chị ra ngoài đi. Dạ. Sao lạnh lùng vậy? Chắc không dám giết người ở trong công ty đâu ha. Chuyện của anh xong rồi, anh có thể ra ngoài. Em ngồi xuống đi. Em làm sao vậy Khanh? Tất cả mọi người đã bàn bạc là không bao giờ sử dụng cách là đi cửa sau. Vậy tại sao em làm như vậy sau lưng mọi người? Vì em không thể nào để thua lần này, nhất định là phải thắng. Khanh à, em nghĩ đến lúc chúng ta thay đổi quan điểm kinh doanh đi. Thương trường là chiến trường, một là chết, hai là phải sát phạt đến tận cùng. Em có biết mình đang nói gì không hả? Biết chứ. Em biết mình đang nói gì và làm gì rất rõ. Em sẽ giúp Hoàng Mỹ phát triển, chứ không dậm chân tại chỗ như bây giờ đâu. Anh và Nam đã bàn bạc kỹ rồi, em tạm thời nghỉ phép một thời gian đi. Nghỉ phép hả? Vậy là em bị đình chỉ hay bị đuổi việc? Em đã làm gì sai chứ? Khanh à, em có biết chuyện em đi cửa sau với Đại Phát như vậy, có nghĩa là em đang rơi vào bẫy bà Hồng Bài ra hay không? Và nếu không phải mọi người ở đây ngăn cản anh Quân kịp thời, thì coi như là em đã sập bẫy, giống như là bác rồi. Mọi người làm sao vậy? Nếu mà đã biết trước kế hoạch này, tại sao không dùng chiến thuật là gậy ông đập lưng ông đi, mà lại buông xuôi một cách dễ dàng như vậy? Khanh à, tại sao em lại trở nên mù quáng và thù hận đến như vậy? Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh không bao giờ cho phép em quay lại Hoàng Mỹ làm việc nữa đâu. Anh sẽ ủng hộ em phải không? Em có biết không, em là người mà anh yêu thương nhất trên đời này. Và cũng chính vì vậy, anh sẽ không bao giờ ủng hộ vào những chuyện khiến em làm tổn thương chính bản thân của mình. Vậy thì em sẽ tự đi con đường của mình và không cần một ai ủng hộ. Khanh à, em hãy bình tâm lại đi, nghe nói một lần có được không? Hiện tại bây giờ bác đã được đưa vào trạm xá của trại giam. Anh đã cố gắng sắp xếp để bác được điều trị y tế một cách tốt nhất rồi. Em đừng có quá lo lắng như vậy nữa Khanh à. Trạm xá của trại giam hả? Vậy cũng là ngồi tù mà. Anh làm như ngồi tù vui vẻ lắm hay sao? Ba phải chịu khổ biết bao nhiêu. Em à, kể từ giây phút này, cho dù phải sử dụng biết bao nhiêu thủ đoạn, em cũng sẽ không từ. Em sẽ đưa ba ra càng sớm càng tốt. Em à, bình tĩnh lại đi. Khanh à, Khanh. Con mời cô. Mẹ à, để con ra ngoài hỏi bác sĩ xem tình hình của ba như thế nào nha mẹ. Ông biết không, con gái mình bây giờ nó đã ngoan hơn trước rất nhiều. Anh hai à, nó còn chịu đi học, rồi còn chịu phụ với chị hai, chị Thanh mở nhà hàng nữa đó anh hai. Bây giờ mà ông tỉnh lại để cho gia đình mình được đoàn tụ thì hay biết mấy.
Hai anh à, hai anh đừng có buồn nữa có được không? Em nghĩ là dần dần rồi chị Khanh cũng sẽ hiểu ra thôi. Anh cũng hy vọng là vậy. Chị sợ là con người ta quá cứng đầu, càng cấm thì con người ta càng muốn làm thôi. Uống nước đi. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Anh uống nước đi. Em ngồi với mọi người cho vui. Em có làm phiền mấy anh em nói chuyện không? Dạ không có đâu chị. Chị ngồi chơi với mọi người cho vui. Thấy mấy anh em mặt ai cũng căng thẳng, chứ có vui vẻ gì đâu. Bộ là có chuyện gì hả anh? Không có gì đâu em. Có chuyện vui thật đó. Em đã liên lạc với một bệnh viện mắt ở bên Mỹ. Sau khi họ nghiên cứu bệnh án của Phương Minh xong, họ nói là có thể chữa trị được. Vậy thì hay quá. Tôi Sam sẽ đưa Phương Minh qua Mỹ. Rồi công việc ở công ty chắc là em nhờ anh gánh vác giùm. Đó là chuyện nhỏ thôi, quan trọng nhất là sức khỏe của Nhất Minh. Em có ý kiến như vậy. Bây giờ bé Tùng cũng đã cứng cáp rồi, hay là để em trở lại công ty phụ giúp anh công việc nha. Em ủng hộ. Tôi nghĩ đây cũng là một ý kiến hay đó. Đó. Hai phiếu thuận rồi, anh không có lý do gì để phản đối hết. Vậy đầu tuần sau em sẽ đi làm hả? Dạ. Hy vọng là phương pháp chữa trị lần này sẽ được kéo dài, chứ không giống như lần trước chỉ một thời gian ngắn thôi thì đã có biến chứng xảy ra. Thật ra thì em có hứa giúp Phương Minh là giấu chuyện này cho cô ấy, nhưng mà bây giờ em nghĩ là em phải nói ra rồi. Tại vì nếu mà Phương Minh đi chữa trị, bác sĩ cũng cần biết căn nguyên rõ ràng của bệnh tình thì nó mới tốt được. Ủa chị, như vậy là sao? Cách đây hơn một năm, lúc đó làm bị nghiện rồi bỏ nhà đi. Trên đường đi em và Minh đã gặp cô ấy và khuyên cô ấy về nhà, nhưng cả ba giằng co nhau, rồi cái Lam đẩy Minh té đập đầu, nên là mắt của Minh mới xảy ra nhiều biến chứng như vậy. Có chuyện này thật sao? Sao lại có chuyện này? Chị, có thật là cô ta hại Minh không? Thiên Lam! Nam! Cô ra đây! Cô ra đây! Theo tôi! Nam à! Theo tôi! Nam! Nam à! Nam! Nam! Anh làm cái gì vậy? Làm cái gì hả? Hôm nay tôi sẽ phải giao cô cho công an. Tôi sẽ để pháp luật trừng trị cô. Anh đang nói Nam cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Anh nói đi, bình tĩnh cái gì? Anh Nam, chuyện gì vậy? Đây rồi, cô Minh đâu rồi nha? Tất cả mọi người đều có hồng bao che cho cô ta nữa. Cô ta đã hại Minh, có nguy cơ để mù trở lại. Anh Kiệt, em sẽ đưa cô ta quay trở lại nhà tù. Nè, anh nói cái gì vậy? Anh bậy rồi, anh hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu. Minh à, em đừng có bao che cho cô ta. Chị Hà đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi. Mắt em bị mù như vậy là chính do năm xưa cô ta đẩy em té đập đầu đúng không? Không phải vậy đâu, đúng là hồi xưa em có bị té đập đầu thật, nhưng mà cái chuyện đó không có ảnh hưởng tới thị giác của em. Bác gái biết chuyện này mà, anh hỏi bác gái đi. Anh biết là em đang cố tình bao che cho cô ta, nhưng mà nếu em đã muốn như vậy thì tạm thời anh sẽ chiều theo ý em đi bỏ qua. Nhưng mà nếu sau lần điều trị ở Mỹ mà mắt em vẫn vậy thì anh sẽ bắt cô ta phải trả giá. Cô có hiểu không? Hả? Nam à. Anh Nam. Nam. Để tôi chạy theo nó coi sao. Em đi với anh. Phương Minh à, chuyện mắt em có khả năng bị mù trở lại có thật sự là không liên quan đến chị không? Thật sự nó không liên quan đến chị đâu. Nếu như là vì chuyện đó thật á thì mắt em đã có vấn đề từ lâu rồi. Chị đừng có nghĩ vậy bà. Thiệt tình, chuyện đang yên đang lành tự nhiên. Có phải là cô không? Chính cô đã gây ra những chuyện này. Để lỡ tôi có biết chuyện gì xấu xa của cô, tôi có nói cũng không ai tin, có đúng không? Anh Khang, em... Lam à, anh hy vọng đây là lần cuối cùng em kiếm chuyện với Hà đó.
ai đó? Dạ em trong cơm chị ơi. Dạ cơm của chị. Dạ cảm ơn chị.지난 구경하게 냅두던가. 당신 잘못이 아니라 송희경 스스로 깨난 거니까 왜 여기서 꼈지? Vô ăn cơm đi, mọi người chờ kìa. Thôi, Lam ăn sau. Mất công bây giờ Lam vô á, mọi người thấy Lam rồi ăn không ngon. Đã nghe chuyện hồi chiều rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Lam đừng có buồn nhiều quá như vậy. Có thật là trong mắt mọi người Lam là một đứa chuyên gia gây chuyện như vậy không? Khanh tin là Lam đã thay đổi rồi, từ từ mọi người cũng sẽ hiểu thôi. Cảm ơn Khanh. Cảm ơn Khanh vì luôn tin tưởng Lam. Mình tin Lam mà. Từ từ thôi bác. Coi chừng té nha bác, cẩn thận thôi. Từ từ. Từ từ thôi. Ủa ai vậy ta? Bác đợi con chút. Bác lên xe đi bác. Cho con gửi. Sạn mình mấy bữa nay đâu có khách nào già lụ khụ vậy đâu. Già đâu mà già, cỡ chừng 23-24 tuổi à. Làm gì có, cái cỡ đó phải 90 với 23-24 gì trời. Vậy thì càng chứng minh là bà ta quá trang quá giỏi. Quá trang? Lại đây, nói nghe nè. Cái bà già hồi nãy á, là cô gái ở trên phòng 201 á. Hồi nãy cô kêu tôi vô, rồi nói đợi cổ quá trang, rồi dắt cổ ra ngoài taxi đi, rồi chở ít tiền. Gì? Sao nhiều vậy? Làm có chút xíu à, mà tôi có tiền triệu. Công nhận thời buổi bây giờ kiếm tiền dễ thật. Hay lắm. Mà mấy cái chuyện kiếm tiền dễ dàng đó không có đàng hoàng đâu. Coi chừng á, đang tiếp tay cho tội phạm á, thì chết á.
Tào lao làm gì đến nỗi vậy? Để coi, mai mốt bắt công an đi kiểm tra thì anh đừng nói anh quen với em nha. Giao em gái của anh cho em đó, nhớ chăm sóc cho đàng hoàng nha. Anh yên tâm đi, em biết rồi mà. Minh à. Dạ. Về chuyến này phải thật khỏe mạnh nghe chưa? Ừ, em nhớ rồi. Mà cũng tới giờ rồi, hai đứa vô làm thủ tục đi em. Tạm biệt mọi người. Em đi nha. Con đi. Mình đi anh. Đi đi con, đi đi. Có chuyện gì vậy con? Hình như con thấy Thiên Lam đi với ai thì phải. Mà Lam đi với ai vậy ta? Chắc là bạn thôi. Hy vọng không phải là những người bạn cũ ăn chơi của Lam lúc trước. Em uống mấy nước đi. Em không sao chứ? Dạ, em không sao. Nếu như mà em thấy không được khỏe thì hãy để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi cho. Dạ, em không sao thật mà. Anh đừng lo, em chịu được. Ừ. Ủa, Lam cũng có mặt ở đây nữa à? Có chuyện gì vậy? Anh ngồi xuống trước đi. Tôi và Lam vừa mới đi nhận diện một xác chết và nghi ngờ đó chính là Quốc Quy. Vậy cuối cùng cái xác đó có phải là cậu ta không? Do xác chết bị cố tình quỷ hoại cho nên không thể nào nhận diện được khuôn mặt hay là dấu vân tay. Nên giờ Thiên Lam đã cung cấp cho bên công an hồ sơ nha khoa của Quốc Quy để họ đối chiếu lại. Lam à, làm sao biết được cái xác đó là của Quy mà em đi nhận dạng vậy? Dạ, sáng nay bạn em đọc báo thấy là công an đang tìm thân nhân của một xác chết. Nó còn nhận ra cái đồng tiền may mắn mà anh Huy mang theo bên mình nữa, cho nên nó gọi cho em. Dạ, mọi người đợi em nghe điện thoại một chút. Alo, tôi là Bảo Thi. Cô còn nhớ tôi không? Cô gọi tôi có chuyện gì? Anh Quy đã bị hại rồi, cô có biết không? Tôi mới vừa đọc báo sáng nay, nhưng có chắc là ảnh không? Anh đã bị nó hại chết, và nó còn đang muốn hại tôi để bịt miệng. Nó là ai? Nếu cô muốn trả thù cho anh Quy thì hãy gửi tiền vào tài khoản của tôi. Tôi xin nói cho cô biết, hắn chính là kẻ giết anh Quy, và đó cũng chính là kẻ thù giấu mặt đã hại gia đình cô trong thời gian qua. Bảo Thi là ai vậy? Dạ là bạn gái của anh Huy. Trước đây Quy đã từng gọi cho tôi, nói là biết thông tin về vụ án của ba và bác Trường. Sau đó thì Quy bị sát hại, cho nên bây giờ bằng mọi giá mình phải liên lạc được Bảo Thi. Bảo Thi đã nhắn số tài khoản của cô ta. Cô ta nói là khi nào mà cô ta nhận đủ tiền thì cô ta sẽ cho người mang bằng chứng tới. Cô ấy còn bao nhiêu tiền? 2 tỷ. Thôi được rồi, để anh lo cho.
nè. Đây là những điều khoản, mày cứ xem cho kỹ nha. Nếu như có cái gì mà bất hợp lý thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Mời anh. Cảm ơn. Em giúp anh gọi điện về nhà nha. Dạ, để em lo cho. Có gì báo cho anh biết. Ừ, dạ. Em xin phép. Cảm ơn. Em tìm cho anh bộ hồ sơ mã số 3112. Mang lên phòng cho anh. Thưa cô, cho tôi hỏi thăm một tí. Dạ xin lỗi, chú tìm ai vậy? Tôi muốn tìm một người tên là Minh Khang. Chú tìm anh Khang có chuyện gì không chú? Tôi có một món đồ quan trọng, cần phải đưa món đồ đó cho Minh Khang. Anh Khang ra ngoài có công việc rồi. Chú có thể đưa món đồ đó cho con cũng được. Lát nữa anh Khang về con để lại cho ảnh sao mà. Không được không được, tôi phải tận tay đưa cho Minh Khang mới được. Chú yên tâm, con là vợ của anh Khang mà. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn cô. Con chào chú. Alo. Tôi đã gửi bằng chứng tới công ty Hoàng Mỹ. Ai vậy? Là ai cô không cần phải biết. Tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Nhưng tôi cảnh báo cô, trước đây Quốc Quy từng nói Minh Triết có một tay trong rất thân thiết với người nhà của cô. Cho nên cô hãy cẩn thận. Tạm biệt. Khoan đã. Alo, alo. Minh Triết có tay trong, lại rất thân với chúng ta sao? Tại sao cô ta không nói thẳng ra là ai chứ? Bực mình à. Có thể là cô cũng không biết là ai đâu. Bây giờ trước mắt là mình đến công ty để coi thử lá thư cái đã. Nếu mọi người đọc được lá thư này thì tôi đã bị giết để bịt đầu mối. Và thủ phạm chính là tên Lâm Minh Triết. Tôi và tên Triết đã coi nhau như anh em và cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Tên Triết là một người rất tài giỏi. Hắn luôn ôm mộng để trở thành kẻ giàu có, được bước chân vào giới thượng lưu. Và rồi cơ hội đã đến với hắn. Kế hoạch này cậu làm tốt lắm. Dạ. Nghe nói trước đây ba cậu cũng làm trong ngành xây dựng hả? Dạ phải. Vậy tại sao sau này ba cậu không làm nữa? Dạ, ba con vì bạn làm ăn chung gạt mất hết tài sản, vì quá uất ức cho nên ba con đã tự vẫn. Ba cậu là ông Lâm Minh Vũ có phải không? Dạ phải. Và những kẻ đã hại ba cậu hiện giờ là chủ của công ty xây dựng An Phát hả? Cô, sao cô? Cậu có muốn trả thù cho ba cậu không?
Ủa, đại ca, đi đâu đây? Có gì chiêu cố chèm bút không? Văn phòng luật sư gì mà dán que vậy? Mấy bên này xui quá, làm hoài mà không lên. Nếu vậy, chú mày làm giúp cho anh một số chuyện được không? Bảo đảm đợi chú mày sẽ lên hương luôn. Tôi đã giúp tên Triết để điều tra gia đình của ông Trường và ông Phong, và rồi sắp đặt để hắn dần dần tiếp cận với mọi người. Điều đầu tiên là đến trường khiếm thị để làm quen với cô con gái út của ông Phong, và tiếp đó là cô con gái thứ và các con của bà Hồng. Người sẽ có thể đưa hắn lên đỉnh cao danh vọng tiền tài, còn cô con gái của ông Phong chỉ là thú vui qua đường, khi chán chê sẽ dứt bỏ, coi như là nợ cha con trả. Nhưng giả man nhất là hắn đã giết chết tên Mạnh rồi đổ tội hết cho cô gái này. Em không sao, anh cứ đọc tiếp đi. Sau khi yên vị trong An Phát, tên Triết đã sắp đặt tôi tán tỉnh Lam, con gái của ông Trưởng, để cưới làm vợ. Mục đích của tên Triết dạch ra cho tôi là tôi phải xúi dục Thiên Lam quậy nát An Phát lên. Và cuối cùng thì hắn và bà Hồng đã thành công vụ phá nát An Phát, làm cho gia đình ông Phong và ông Trường tan nhà nát cửa. Nhưng bí mật khiến tôi bị thủ tiêu không phải là những chuyện trên, mà là tôi biết được kẻ chủ mưu bắt cóc bà Hồng năm xưa không phải là ông Trường và ông Phong, mà là ông Vũ, ba của tên Triết. Bà Hồng cũng biết rằng mình đang nuôi ông tay áo, nên Triết đang có kế hoạch chiếm đoạt tất cả tài sản của bà. Lam à, em xác nhận lại xem đây có phải là chữ viết của Huy không? Dạ, đây đúng là chữ của anh Huy. Thì ra kẻ thù chung của tất cả mọi người chính là tên Triết. Tên Triết cứ nghĩ bác Trường và bác Phong đã hại chết ba của hắn, nhưng ba của hắn thì lại bắt cóc bà Hồng, khiến cho bà Hồng cứ nghĩ bác Trường và bác Phong mới là hai kẻ chủ mưu. Sau đó tên Triết gặp lại bà Hồng, lợi dụng lòng thù hận của bà Hồng để trả thù cho ba của mình. Đúng là tên Triết nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Chúng ta đi gặp bà Hồng đi. Theo anh được biết thì bà Hồng đã về Malaysia cùng với Hân và tên Triết, hai ngày nữa mới về. Bây giờ chúng ta bay qua đó luôn hay là đợi bà ta về? Chúng ta qua đó đi. Em muốn chuyện này được giải quyết càng nhanh thì ba sẽ được ra càng sớm. Chị nghĩ là cứ đợi bà Hồng về đây đi, rồi mình hãy tính. Tại sao? Bên đó là xứ người, mình có qua bên đó cũng chỉ vạch mặt được hắn thôi, chứ không thể nào mà giao cho pháp luật để mà trừng trị hắn được. Mình cứ để hắn về đi, rồi mình báo công an bắt hắn nữa chứ. Nhưng mà lỡ đâu á, mấy người đó chưa có về liền thì sao? Bây giờ cái chuyện này chờ đợi càng lâu á thì càng mất thời gian. Khanh à, em cứ bình tĩnh đi. Liên quan tới pháp luật thì phải hỏi anh Kiệt. Tôi nghĩ là chị Hà nói phải đó. Chúng ta cứ chờ ráng thêm 2 ngày nữa coi sao. Làm gì mà than ngắn thở dài vậy? Đâu có gì đâu. Nói không có gì mà cả ngày hôm nay không nói với ai tiếng nào. Ăn cơm xong rồi lủi thủi ra đây một mình à. Làm buồn vì lá thư của anh Huy đúng không? Làm không ngờ chuyện anh Huy đến với Lam là có sự sắp đặt từ trước, chứ không phải là tình cảm tự nhiên thực sự. Lam đúng là quá ngu ngốc mà. Sao lại nói như vậy? Đâu có ai biết trước được chuyện này sẽ xảy ra đâu. Lam đúng là đứa con bất hiếu. Nếu ngày trước á Lam không ngu ngốc như vậy thì bây giờ đâu có xảy ra những cái chuyện tồi tệ như vậy đâu. Ba của Lam đúng là bị Lam làm hại mà. Đừng có tự trách mình như vậy.
Đây không phải lỗi của Lam. Hai tên đó đã sắp sẵn một kế hoạch thông đồng với nhau và lợi dụng tình cảm của gia đình mình để gây xích mích. Nếu mà Lam không trúng cái bẫy đó thì nó cũng sắp xếp một kế hoạch khác, tìm cách hãm hại gia đình Lam thôi. Nên Lam đừng có tự trách mình nữa được không? Cảm ơn Khanh. Lam đã làm rất nhiều chuyện sai trái, đến bây giờ không còn ai tin Lam nữa. Vậy mà Khanh vẫn luôn ở bên cạnh Lam. Từ trước tới giờ Lam chưa bao giờ làm chuyện gì ý nghĩa hết. Chuyện ý nghĩa nhất cho tới bây giờ là có Khanh vẫn là bạn của Lam. Chúng ta không phải là bạn bè. Mà là gia đình. Đã là gia đình đó thì không bao giờ bỏ rơi nhau. Công ty đầu tư tài chính kia đã mua lại gần hết cổ phần từ những cổ đông nhỏ của An Phát rồi. Chẳng lẽ tụi con chịu để cho kế hoạch công sức của mình bỏ ra bị thất bại như vậy hay sao chứ? Dạ. Nhưng tụi con vẫn còn nắm 45% cổ phần còn lại, nên mẹ đừng lo. Mẹ không lo làm sao được. Tụi con có biết là họ đang thương lượng với bà Thủy để mua lại 10% cổ phần từ bà ta hay không? Mẹ, đã có lần con nói chuyện với cô Thủy, cô Thủy hứa là sẽ không bán cổ phần. Chị vẫn còn tin tưởng An Phát, và nếu có bán thì sẽ bán qua con trước. Con tin bà ta vậy sao? Chỉ cần công ty đó thuyết phục mua lại được 10% cổ phần từ bà Thủy thì họ sẽ nắm quyền quản lý An Phát. Tới chừng đó, với vốn tài chính và kinh nghiệm của tụi con, mẹ không tin là tụi con có thể thay đổi được tình thế. Dạ, con hiểu rồi. Tụi con sẽ xúc tiến mua 1% cổ phần còn lại. Tập đoàn của gia đình Dưỡng Thiện đang dự tính mua lại một công ty xây dựng lớn ở Việt Nam để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Mẹ muốn hai đứa trong thời gian ngắn nhất thu mua lại toàn bộ cổ phần mà công ty đó đang nắm giữ. Sau khi kiểm soát hoàn toàn An Phát, chúng ta sẽ bán lại cho gia đình Dưỡng Thiện để hưởng chênh lệch. Mẹ, làm vậy con sợ. Sợ cái gì chứ? Em gái của Dưỡng con là một người khó lường. Mẹ làm như vậy để phòng khi phải ra đường với hai bàn tay trắng mà thôi. Dạ, con hiểu. Kế hoạch này mẹ cứ để con, con sẽ lên kế hoạch liền. Tốt. Cô à, cô. Anh ơi, anh ơi. Dạ xin lỗi chị, hai người này tự ý xông vào. Cô à, nhất định cô phải nghe tụi con nói. Lại muốn giở trò gì nữa đây? Xuyến, gọi bảo vệ. Khoan đã, bác có biết là mình đang nuôi ông ta áo không? Các cậu muốn giở trò gì? Trước khi cô đuổi tụi con ra ngoài, cô nên đọc lá thư này. Mẹ à, con nghĩ mẹ không nên phí sức và thời gian với những người này làm gì. Chị Xuyến, gọi bảo vệ lên đây. Dạ. Khoan đã, chỉ là một tờ giấy thôi mà, để coi họ muốn giở trò gì. Xuyến, cô cứ ra ngoài đi. Dạ. Cô xem bức thư này, cô sẽ biết hết tất cả sự thật. Chuyện này là sao hả? Đây chính là toàn bộ sự việc. Bác có biết là mình đã trả thù lầm người không? Triết, cô trả lời đi. Thưa mẹ, trong lá thư này đúng được hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đúng là con có quen với Quốc Huy. Còn chuyện thứ hai, con sắp đặt Quốc Huy để cưới Thiên Lam. Đó là theo ý đồ của mẹ. Mẹ từng nói với con, Thiên Lam là nhược điểm lớn nhất của bạn ấy. Cho nên mẹ muốn lợi dụng Thiên Lam để phá một phần công ty An Phát. Và Quốc Huy chính là con cờ mà con đã sắp đặt vào. Có đúng như vậy không cô? Có đúng là cô đã dùng Quốc Huy để lợi dụng tình cảm của Thiên Lam không? Đúng vậy. Chính tôi đã sai Triết làm chuyện đó. Tôi biết bà Ngân rất yêu con gái, chiều chuộng nó một cách mù quáng. Cho nên tôi đã lợi dụng điều đó
để làm cho Lam phải mê muội và đòi lấy Quốc Huy cho bằng được. Cách này khiến cho bà Ngân phải nếm trải nỗi đau đớn khi tận mắt chứng kiến đứa con gái duy nhất của mình chấp nhận để người khác hành hạ và lợi dụng để moi tiền gia đình. Cô à, cô cũng là một người mẹ mà. Tại sao cô hành xử tàn nhẫn và độc ác đến như vậy? Tàn nhẫn, độc ác hả? Kẻ nào đã khiến tôi trở thành con người như vậy? Chính là bọn họ. Họ đã gây ra nghiệp thì họ phải chịu quả báo. Tôi chỉ là tiếp tay để cho quả báo đến sớm hơn dự định mà thôi. Vậy còn những chuyện khác thì sao? Tất cả những chuyện khác đều là bịa đặt. Đây chỉ là một màn kịch. Như vậy là đã quá rõ rồi. Triết, bây giờ con tính sao? Con sẽ nhờ công an điều tra chuyện này. Đây là một vụ vu khống nghiêm trọng. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đã có kết quả giám định, đây không phải là nét chữ của Quốc Quy. Anh nói sao? Ý anh là đây là bằng chứng giả à? Đúng. Tôi thật không ngờ, đường đường là người thừa kế An Phát mà lại nghĩ ra cái trò rẻ tiền này để hãm hại người khác. Chúng tôi không hại ai hết. Dù lá thư là giả, nhưng tôi tin chắc những gì trong lá thư đề cập tới đó là sự thật. Ăn nói vớ vẩn. Nếu là sự thật thì cậu hãy nên tự trách bản thân mình, vì các người đã hết thời rồi. Mẹ, đừng đôi co với họ làm chi, mất công lắm mẹ. Mẹ đâu có muốn đôi co với bọn họ làm gì. Cậu ta nghĩ chỉ cần viết ra vài chữ là có thể qua mặt được mẹ, trong khi chính cậu ta đã tự biến mình thành trò hề trong mắt người khác. Nè, tôi xin nói lại, tôi không hề bị đặt lấy thư này. Anh Cang, bình tĩnh đi. Thôi được rồi, đừng nghi ngủ nữa. Ai đã gửi lá thư này cho các anh? Một nhân chứng. Đó là ai? Tôi có thể biết được không? Thật ra bây giờ mà nghĩ tới, tôi cũng đoán chắc là đó là nhân chứng giả. Tụi con rất xin lỗi. Các anh gửi một lá thư nặc danh hạ nhục người khác, rồi bây giờ mấy anh nói lời xin lỗi người ta, dễ dàng như vậy sao? Vậy chứ anh muốn sao? Chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, và tôi sẽ kiện các anh tới cùng. Xin lỗi mọi người, nếu như lá thư đó đem đi giám định trước thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Lỗi này á, là do trước đây chúng ta đã chủ quan, chứ không phải lỗi của một mình anh đâu. Phải đó. Lúc mà nhận được bức thư và đọc được nội dung của bức thư, ai trong chúng ta cũng đều tin chắc đó là sự thật, nên đã không suy xét kỹ lưỡng. Lúc đó anh cũng sơ ý quá. Anh chỉ nghĩ tới ba thôi. Anh mong bức thư đó sẽ giúp cho ba nhanh chóng được tự do, nên mới đưa mình vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, khiến cho mọi người lo lắng thêm. Mà bây giờ cái tên Triết đó quyết là sẽ không bỏ qua cho anh và anh Khang. Nói là sẽ kiện tới cùng. Không biết là tòa sẽ xử vụ này sao nữa. Em yên tâm đi, nhất định là để cho Khang sẽ không bị sao đâu. Không thể là giả mạo được. Lam nói sao? Lam nói là bức thư đó không thể nào là giả mạo được. Phòng kỹ thuật hình sự đã giám định, chắc chắn là không sai sót được rồi. Anh Kiệt, anh có cách nào cho em xem lại bức thư đó hay không? Có, anh có photo ra một bản về để nghiên cứu. Đây. Đây mới là giả mạo. Lam à, em càng nói khiến cho mọi người ở đây càng không hiểu. Em nói bức thư này không thể giả mạo, bây giờ em nói bức thư này giả mạo, vậy là sao? Em nói đây không phải là bức thư mà chúng ta đã đọc ở công ty. Anh Huy có thói quen viết dấu mũ của chữ O giống như là cái râu vểnh lên. Bức thư mà chúng ta đã đọc ở công ty có tất cả các dấu hiệu đó, còn bức thư này không có. Chữ O của bức thư này bình thường, không có dấu hiệu mũ dính lên.
Lam có chắc không? Lam chắc chắn về điều này. Thì vậy có nghĩa là bức thư này bị đánh tráo? Không thể được. Bức thư này từ lúc ở trong công ty tới giờ là do anh giữ, và không bao giờ rời xa nó mà. Kỳ lạ vậy. Không lẽ nào... Em nhớ rồi. Lúc sáng nay anh chở em đi cùng để tới công ty, mình có dừng lại ăn sáng. Có khi nào bức thư bị đánh tráo ngay lúc đó không? Đúng rồi, rất có thể là bức thư này bị đánh tráo từ lúc đó. Trời ơi, đáng lẽ không được chủ quan như vậy. Thôi, mọi người cha đã cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Có gì ngày mai mình tính tiếp nha. Không gọi được cho Bảo Thi. Anh cũng đoán trước là Bảo Thi sẽ khóa máy. Bảo Thi có nói Minh Trí có tay trong mà lại rất thân thiết với chúng ta, mà qua chuyện lá thư bị đánh tráo á, thì lời của Bảo Thi là sự thật rồi. Người đó không ai khác mà chính là Thái Hà. Làm nói nhỏ thôi, bây giờ chưa có bằng chứng xác thực, không có kết luận bậy bạ được đâu. Khanh à, chuyện lá thư chỉ có Lam, Khanh, anh Khang và anh Kiệt biết, mà Lam, Khanh, anh Kiệt và anh Khang không thể nào là người của Minh Triết được. Suy ra chỉ có một mình Thái Hà là kẻ đáng nghi nhất. Nếu Lam nói là đáng nghi thì có nghĩa là vẫn chưa chắc chắn. Khanh cũng đồng ý như Lam mà. Nếu mà Khanh không tin á thì đâu có chịu ra đây ngồi nói chuyện riêng như vậy. Thôi được rồi, hai em đừng có tranh cãi nhau nữa. Chị tay trong á, cứ để anh điều tra cho. Ở Lam nè, anh dặn chuyện này, việc Bảo Thi cảnh báo chúng ta có tay trong á, em đừng tiết lộ ra ngoài nha. Dạ, em biết rồi. Con ăn đi. Cảm ơn mẹ. Ăn đi con. Sao, ngon không? Dạ ngon. Nếu mà ngon thì Nhi phải ăn nhiều nhiều đó nha. Dạ. Mẹ. Bé Nhi hôm nay đã khỏe lại nhiều rồi. Hồi trưa nó ăn cả chén cháo luôn. Vậy sao? Nhi con mẹ ngoan quá à. Con ngoan thiệt không mẹ? Thiệt chứ sao không? Con ngoan mà sao không thấy ba vô thăm con vậy mẹ? Nhi nghe nè, ba bận đi công tác xa cho nên chưa có về thăm Nhi kịp. Bây giờ Nhi phải ngoan như vậy nè, rồi ăn nhiều thiệt nhiều, rồi phải khỏe thì khỏe ha. Tại vì trước sau ba cũng về thăm Nhi à nha. Dạ. À, mẹ có cái này cho Nhi nè. Tê 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 tê. À, Doraemon. Mẹ mua cho con mẹ đó. Con thích không? Hôm bữa thằng Kha nó có hẹn với mẹ đi ra gặp nó. Anh nói gì vậy mẹ? Nó hỏi thăm bệnh tình của bé Nhi, vì nó tưởng bé Nhi là cháu bà con của con. Nó còn đưa cho mẹ 20 triệu để lo cho bé Nhi. Nó còn nói là có cần gì thì nói với nó sẽ giúp. Hà à, mẹ thấy thằng Khang á, đúng là một người tốt đó con. Tại sao tới ngày hôm nay anh vẫn chưa thăm con? Anh có biết là cô bé mong anh lắm không? Tôi cho anh thời hạn ngày mai phải thăm con, nếu không thì đừng có trách tôi. Anh đừng nói những lời đó với tôi nữa. Tôi đã làm quá nhiều chuyện với anh rồi. Tôi không cần gì hết. Tôi chỉ cần anh đối xử tốt với bé Nhi, làm cho nó tin rằng đã có một người cha thật lòng yêu thương và lo lắng cho nó. Mm.
Ủa em về đó hả? Bé Nhi sao rồi em? Nó khỏe rồi chưa? Bé Nhi nó khỏe hơn rồi anh. Mẹ về kia. Nè, nếu bé Nhi có cần gì á thì hãy nói với anh nha. Anh, em nghe mẹ nói là anh đưa mẹ 20 triệu để lo cho bé Nhi hả? Anh đã nói với mẹ là đừng có cho em hay, cuối cùng cũng bị bể rồi. Anh à, không có gì đâu. Anh thấy bé Nhi cũng dễ thương mà. Y chang như bé Tùng vậy nè. Y chang như bé Tùng vậy nè. Cưng quá. Anh có muốn hỏi gì em không? Không, đâu có chuyện gì đâu mà hỏi. Ê, nè 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 nè. Nè của con nè. Bé Tùng. Nè. Nếu như em nói em có chuyện đang giấu anh thì sao? Em khờ quá. Nếu như có chuyện muốn nói với anh mà em không tiện nói thì anh không bao giờ hỏi. Khi nào em cảm thấy thích hợp á thì em sẽ nói cho anh biết mà, đúng không? Anh có biết là cuộc đời của em may mắn nhất là được làm vợ của anh không? Cho đến bây giờ anh cũng không bao giờ cảm thấy hối hận khi lấy em làm vợ. Anh cảm thấy rất may mắn, rất hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của mình. Cảm ơn em nhiều lắm. Cưng 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 nè. Nè 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 nè. Sao không nói gì hết vậy? Tại vợ của anh đẹp quá, làm anh ngỡ ngàng luôn. Anh thấy bộ này có hợp với em không? Điều quan trọng không phải là hợp hay không, mà quan trọng là em có thích hay không. Vợ anh đẹp như vậy, bảo đảm rất phù hợp. Nịnh quá đi nha. Nè, tôi chỉ nịnh vợ tôi thôi, chứ tôi không có nịnh ai đâu. Em muốn thử thêm vài kiểu nữa. Anh đứng đợi rồi cho em ý kiến nha. Mà anh không thử đùi vét đi? Anh thử rồi, chỉnh sửa một chút nữa là đẹp. Đợi em ha. Alo, mẹ nghe nè con. Mẹ hả? Anh ta tới chưa mẹ? Hồi sáng giờ mẹ cũng chưa thấy nó tới nữa. Mà anh ta cũng không gọi điện gì cho mẹ hả? Không có thấy nó gọi gì hết trơn á. Bé Nhi nó cứ hỏi mẹ hoài, mẹ không biết trả lời với nó làm sao luôn. Anh ta đúng là đồ khốn nạn mà. Vậy thôi nha mẹ. Anh, có chuyện gì mà gọi em ra gấp dữ vậy? Có chuyện này
Anh không biết là có nên nói cho em và anh Khang biết hay không. Có chuyện gì? Anh mới vừa điều tra ra một chuyện, và chuyện này có liên quan tới anh Khang. Chuyện gì mà liên quan đến anh hai em? Anh cứ nói đại đi, úp úp mà mở hoài à. Em xin lỗi. Là cậu Khánh. Con nghe nè cậu ơi. Dạ. Ủa nhưng mà anh hai bị cái gì mà phải phẫu thuật? Dạ rồi rồi, con tới liền. Anh Khang bị sao vậy? Em cũng không biết nữa. Cậu Khánh nói là bây giờ anh hai đang tiến hành làm xét nghiệm để phẫu thuật ghép gan á. Anh đi cùng với em tới bệnh viện. Đi. Anh hai. Chào cậu. Anh Khang. Đó. Hai đứa tự hỏi nó đi. Sao mà tự nhiên anh hai hiến gan vậy? Em đừng có lo lắng quá. Bé Nhi là cháu ba con của Hà, cần phải ghép gan, nếu không sẽ không qua khỏi. Trùng hợp sao? Gan của anh lại phù hợp với gan bé Nhi, cho nên anh mới đồng ý hiến đó chứ. Nhưng mà anh có biết là hiến đi một lá gan như vậy là nguy hiểm lắm không? Không sao đâu, sức đề kháng của anh rất là tốt. Với lại anh là người lớn, việc hồi phục của anh sẽ rất là nhanh. Bé Nhi còn nhỏ quá mà đã bị bệnh gan như vậy, nếu anh không giúp thì cảm thấy có lỗi lắm. Mà cậu ơi, phẫu thuật hiến gan như vậy có nguy hiểm không cậu? Đã nói là phẫu thuật thì dĩ nhiên luôn luôn sẽ phải có nguy hiểm. Thôi, mọi người đừng có quá lo lắng. Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe rất là nhiều lần rồi. Anh đảm bảo sức khỏe thì bác sĩ mới đồng ý cho hiến gan, đúng không cậu? Cô chào cậu. À, chào anh. Dạ, chào anh. Khanh với Kiệt cũng ở đây hả? Dạ, tụi em được cậu Khánh báo, cho nên vội vã chạy vô đây. Sao rồi bác sĩ, gan của tôi có phù hợp không? Qua các xét nghiệm cho thấy gan của anh rất thích hợp để cái ghép cho bệnh nhân Nhi. Không biết khi nào anh tiến hành được. Càng sớm càng tốt. Thôi được, vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành làm phẫu thuật luôn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin chào. Em cảm ơn anh. Em cứ cảm ơn anh hoài, không sợ anh buồn hả? Sao rồi bác sĩ? Sao rồi bác sĩ? Thuật diễn ra rất thành công, chúng tôi đang tiến hành ghép gan. Dạ.